Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến với chương trình tự học tiếng Hoa của chúng tôi. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái phần 3 của bài 3, cũng là phần cuối của bài này. Trong phần này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hai cái đoạn đàm thoại và một cái bài đọc ngắn. À, phần cuối là chúng ta sẽ có một vài cái lưu ý để kết thúc bài 3 này. Xin mời các anh chị và các bạn chúng ta cùng theo dõi nha. Trước hết chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về đoạn 1. Đoạn 1 nó gồm có hai nhân vật, một người tên là Xu Xin và một người tên là Lì Lily. Xu Xin mình có thể tạm dịch là Hứa Tân và Lily Lì Lì có thể tạm dịch là Lý Lệ gì đó. Thì trước hết tôi xin đọc và giải thích ý nghĩa của đoạn 1 trước rồi sau đó xin mời mọi người cùng đọc theo tôi nha. Đầu tiên là Xu nói trước nè, "Nǐ hǎo", xin chào thì người kia cũng nói lại "Nǐ hǎo", xin chào

cứ cứ tí tí hở quả. Gia đình tôi có bố, mẹ, anh, em trai và tôi. Nhi dấu chị chế hở mê mê mà. Bạn có chị và em gái không? mỹ vô hoa mấy vô chè che dè mấy vô mê mê. À, không có, tôi không có chị, cũng không có em gái. Sau đây xin mời các anh chị và các bạn cùng đọc theo tôi nha. Ní họ Ní họ Ní chào sầm mẹ miệng dưa? 我叫许昕，你呢？我叫李丽。你是北京人吗？是，我是北京人。你家里有什么人？我家里有爸爸妈妈、哥哥、弟弟和我。你有姐姐和妹妹吗？

kế tiếp nữa chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về đoạn hai. Tôi cũng đọc trước và giải thích cho các anh chị nghe nhé. Cũng có hai người. Đầu tiên người ta hỏi: Nì lý sớm gia đình bạn có những ai dù dễ dê này nay ba bà ma mà, mà hở quọ có ông nội bà nội bố mẹ và tôi Nỉ dễ dễ họ má ông nội bạn khỏe không tha hỉnh họ ông rất khỏe nỉ yeah, này nay nữa còn bà nội bạn thế nào Thá về hỉnh họ bà cũng rất khỏe sau đây xin mời mọi người cùng đọc theo tôi nha. Nhi ja, lý

kế tiếp nữa chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về đoạn 3 à, Tôi cũng đọc trước và giải thích ý nghĩa của nó sau đó Rồi xin mời mọi người cùng đọc theo tôi nhé. <laughs> Lisa là người New York Hà gia lý dụ Nài mà, hở Gia đình cô ấy có bà nội, bố, mẹ, em trai và cô ấy. Ý cô 5 cơ rệnh, tổng cộng là 5 người. Nài nai và ba bà, bà tốt sư Trung Quốc rệnh. Bà nội và bố đều là người Trung Quốc. Má mà sư mẹ của rệnh, mẹ là người Mỹ. Lisa 9 năm 17 tuổi. Lisa năm nay 17 tuổi. Há dấu suy tố Trung Quốc phận dâu. Cô ấy có rất nhiều bạn bè Trung Quốc.

妈妈是美国人。丽莎今年十七岁，她有许多中国朋友。来，丽莎是纽约人。她家里有奶奶、爸爸妈妈、弟弟和她。 一共五个人。奶奶和爸爸都是中国人，妈妈是美国人。丽莎今年十七岁，她有许多中国朋友。 và sau đây xin mời các anh chị và các bạn chúng ta cùng theo dõi phần lưu ý thứ nhất mình muốn nói đến các cái dấu ngắt ở trong tiếng hoa dấu ngắt này trong tiếng việt không có và dấu ngắt này được sử dụng trong khi liệt kê các cái danh từ à, chúng ta cùng xem cái ví dụ bên dưới nè Wǒ cha lý yǒu pa pa ma mà lèn cơ 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 hở thì dấu ngắt này về cơ bản là nó đọc ngắn hơn cái dấu phẩy một chút để tách rời các cái danh từ đó ra thôi kế tiếp nữa chúng ta xem cái lưu ý thứ hai lưu ý thứ hai là trạng ngữ chỉ thời gian chỉ có thể đứng liền trước hoặc là liền sau chủ ngữ thôi chúng ta xem hai cái ví dụ bên dưới thì sẽ thấy rõ nè chín nẻn của san su năm nay tôi 35 tuổi của chín nẻn san su u tôi năm nay 35 tuổi về cơ bản là chín nẻn đứng trước hay đứng sau từ của đều như nhau cái tiếp nữa chúng ta xem lưu ý thứ ba. Là lưu ý thứ ba là trong tiếng Hoa thì chúng ta luôn nêu cái chi tiết trước rồi mới là nêu cái số lượng ở phía sau. Chúng ta xem các cái lưu ý nè. Gia đình tôi có bố, mẹ, hai người em trai và tôi tổng cộng là 5 người. Chúng ta không có được đem cái số lượng lên phía trước. Ví dụ cái tiếp bên dưới nữa women, san cơ Tôi sư chiến rện. Ba chúng tôi đều là người Bắc Kinh Nếu tiếng Việt mình nói là ba chúng tôi Nhưng trong tiếng Hoa sẽ là chúng tôi ba người Women, san cơ sư chiến rện. Và cái tiếp nữa Chúng ta xem lưu ý bên dưới Tha mến cơ Tôi ta sơn Hai đứa chúng nó đều là sinh viên Tha mến cơ sư sơn và cuối cùng chúng ta chú ý cách dùng của từ tô tô à, cái hình thức đầu tiên là hình thức khẳng định chúng ta thấy nè, 我们都是老师, chúng tôi đều là giáo viên. kế tiếp nữa, 我们都不是老师, chúng tôi đều không phải là giáo viên. như vậy là không có ai là giáo viên hết. còn ví dụ ba <laughs> không phải chúng tôi đều là giáo viên như vậy là với cái câu thứ ba sẽ có người là giáo viên và có người không phải là giáo viên và đến đây tôi xin kết thúc phần cuối của bài ba xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi cái chương trình dạy này xin hẹn gặp lại các anh chị ở trong bài bốn